đi chợ. Ăn bánh trung thu vào ngay ngày trung thu. Đây là sữa. Cảm ơn chị Nhân Khánh.
đậu bắp, dây leo, khổ quá luôn, kèm nước chấm, chao, đây là combo. Chỗ này để nước chấm, chỗ này để ép ram, ép ram mà để trong tủ lạnh của công ty. Đó, đó là thực đơn ăn kiêng hôm nay. Ăn sáng mình có làm bánh wrap, bột yến mạch này mình mua được. Tổng hợp thức ăn một ngày ăn kiêng của mình hết chỗ để rồi. Đây dễ rồi. Vận động đi Son, bán không đi à? Không, mày gì đi vậy? Ít trâu hay gì vậy? Em tưởng là bún này khó lắm, nhưng mà thật sự là bún bình thường mình làm được. Bún bình thường mà. Kiểu như ta ép lại á. Ép chỉ vô đây nó tính nè, được nè. Không. Xí chua phô mai. Một hai ba sáng nè. Đừng lưỡi vậy. Ủa? Không hay. Chị hết trái tim. Đồ cái này nè, để xịt mền gói với quần áo. Wow. Thank you.
chân. Hiếu hiếu gồm. Đi nhận bánh của dì ba gửi vào bánh trung thu nè. Mình sẽ thử trước thường matcha. Do là bánh nhà làm gì mình tự tay làm nên không có chất bảo quản nên từ ngoài Thái Nguyên ship vào đây đã tầm 3 ngày rồi. Nó hơi chảy dầu. Mình sẽ đưa vào lò vi sóng nướng trước, sau đó mình thử matcha. Còn hai này sẽ hai hôm sau. Thơm quá. Trung thu vào ngay ngày trung thu, hôm nay là ngày 14 âm lịch. Còn gì hạnh phúc bằng ngắm mưa. Cái bảng này hơi to hơn mình muốn. Mua 9 giờ mấy thì hệ thống cửa luôn. Cái này siêu ngon. Unboxing rồi hồi tối mua ở Go. Sau lâu mà mới đi siêu thị Go. Ở lúc ở Cần Thơ thì mình thì hay đi siêu thị Go, nhưng mà thường khi lên Sài Gòn thì đi em mắc với Lotte hơn nhiều. Bây giờ là phải chạy qua
bên quận 7, xa là xa hợp tốt, bị lạc đường. Đối với mình thì siêu thị Go vẫn là siêu bán đầy đủ các thực phẩm nhất mà mình cần, và hồi tối mình đã mua được đậu gà. Sau nhiều lần tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã tìm được đậu gà ở Go. Cảm thấy là vui, đây là cái mà vui nhất có được. Tương hộp mì, tự nhiên dạo gần đây cái hèn ăn mì này mua để dành nó, nhưng mà không biết nào ăn. Cải thảo, một chai dầu dừa, ăn đòi hỏi dầu dừa đi lựa quá trời. Cái vô con nên chỉ còn có mấy phút cuối cùng để lựa đồ, mà 10 giờ người ta phải đóng cửa, là có bó tay. Nước ép canh, chai nước ép cà, bưởi, trà sữa, ngọc. À không sao, em tâm rai bình đá riêng tâm đó em chi nhìn như gương bye bye. Với lại mình ăn salad mà đi về đi, để tặng salad. Ui salad mà nhỉ. Đây là salad. Cơm hơi nhẹt đúng không? Cơm hơi nhẹt đúng không? Dầu hành. Vô lại. Vô. Cứ tập trung cho hoài sao nữa đúng không? Bóng hồi nó phiêu chị lên cứu em ghế nữa. Hello, người ta sẽ háo hai con cá này xuống nên mình phải đi lại. Ông khó chỉ đi. Ôi, sao một ngày đi làm mệt mỏi. Được nằm nhưng mà ta không dám nằm hết. Cảm ơn chị Nhân Khánh. Đây là quà chia tay của chị. Leaf diffuser, mùi hương bắt tay. Chị biết em thích lắm đúng không? Thơm quá, nãy. Đen. Bí mật. Đợi trong từ tháng 7 tới giờ thì bảo ai ta gần quá thì nhanh lên. Cái dây cùng mèo. Thích quá à. Đôi New Balance đầu tiên. Đôi này là mình thích nhất. 530. Thank you. Trăng. Vừa luôn ý. Thôi là mua. Chị chị. Bye bye. Sữa chua của em. Muốn sữa chua. Chắc cái này quá. Trời, chị chắc cái này quá. Unboxing. Gần 10 nhà. No. Wow. Oh my god. Ta-da.
bị vậy luôn. Nó lắc theo nghĩa đen luôn á. Lắc luôn á. Không phải là bị lát mà là bị lắc. Lần này đi hơi xa đúng không? Yeah.